Sau việc tham gia chạy đi chờ chi, Nam Thư bị ném đá giả tạo, Minh Hằng được khen tới tấp. Khi tham gia chạy đi chờ chi, nếu như Minh Hằng ưng Hoàng Phúc Thu Thủy được khán giả khen rần rần, thì Nam Thư lại nhận về nhiều chỉ trích. Một trong những nét hấp dẫn của game show Chạy đi chờ chi đó chính là sự xuất hiện của dàn khách mời trong mỗi tập phát sóng. Tuy nhiên, không phải vị khách nào cũng được lòng hầu hết khán giả. Minh Hằng, Nam Thư là bộ đôi khách mời đầu tiên xuất hiện trong Running Man Việt Nam Chạy đi chờ chi. Minh Hằng và Nam Thư đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Khi hóa thân vào hình tượng công chúa, Minh Hằng không chỉ được đánh giá cao bởi nhan sắc hơn người, mà khán giả còn ấn tượng bởi tính lăng xạ của cô nàng, nhất là trong phân cảnh hai nàng công chúa Lan Ngọc và Minh Hằng xuất đầu lộ diện chiến tay đôi. Sự giằng co quyết liệt nhưng không kém phần hài hước giữa hai người đẹp đã khiến khán giả hết sức thích thú. Tuy nhiên, bằng những phản xạ cực nhanh nhạy và sức mạnh ngang ngửa, Đình Dương Lan Ngọc đã khiến Minh Hằng gặp không ít khó khăn. Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng Minh Hằng lại rất được lòng khán giả về sự nhiệt tình, tinh thần và hết mình khi tham gia game show thực tế. Cũng trong tập này, Nam Thư xuất hiện với vai trò công chúa của đội xanh lá cây. Với những miếng hài được đối đáp qua về giữa cô và các thành viên mang đến tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, kịch tính xảy ra khi BB Trần quyết định lật bàn, xé bản tên công chúa Nam Thư đội xanh lá ngay khi vừa liên minh. Pha hành động này khiến kiều nữ làng hài không kịp trở tay và khóc tức tưởi vì mất lòng tin vào tình chị em. Với hành động rơi nước mắt của Nam Thư đã trở thành đề tài bàn tán râm ran trên mạng xã hội trong thời gian dài. Người thì cho rằng cô nàng đã quá hy vọng để rồi thất vọng vào mối quan hệ với BB Trần. Nhưng cũng có người cho rằng Nam Thư giả tạo khi đây là trò chơi, không đáng phải khóc tức tưởi vì mất lòng tin đến như thế. Ân Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Trong tập 3 của Running Man bản Việt đã chứng kiến nhiều thử thách hài hước cam go. Với sự tham gia của 7 thành viên cố định cùng 3 khách mời, ông Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Có thể thấy với 3 khách mời đặc biệt, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy bầu trời thanh xuân của mình lăn xả trong các trò chơi, bước chấp hình tượng, giọng ca thà rằng như thế ra dáng đội trưởng khi một mình đối đầu với mầm non giải trí Liên Bình Phát. Mở ra một trận chiến đầy kịch tính, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy với chiến thuật được vạch ra sẵn đã không ngừng ngại bước chấp hình tượng của mình, sẵn sàng lăn xả rượt đuổi căng thẳng, với chí ngút trời để giành được chiến thắng. Kết thúc thử thách karaoke lạ đỡ tập 3, cả khách mời và các thành viên tiếp tục tiến đến trận chiến xé bản tên đầy gây cấn trong tập 4, và khi họ đối đầu với nhau đã tạo nên bầu không khí kịch tính nhưng rất thú vị. Nói về đối thủ Ân Hoàng Phúc, Thu Thủy không ngừng ngại kể xấu đồng nghiệp. Ân Hoàng Phúc gần như không nhường tôi, ban đầu tôi cứ ngờ anh ấy sẽ nhường mình, đến lúc lao vào thi mới nhận ra rằng anh Phúc quá mạnh mẽ, công tâm và không chịu thua em út như bình thường. Lâm Vĩ Dạ, trong tập 5 Chạy đi chờ chi, khán giả lại một phen cười ra nước mắt khi có sự xuất hiện của khách mời Lâm Vĩ Dạ. Không khiến khán giả thất vọng, Lâm Vĩ Dạ khiến khán giả cười ngất cùng những màn đối đáp hài hước, xen lẫn những khoảnh khắc uống nước hồ bơi căng bụng hay ăn bất chấp hình tượng của cả cô nàng. Ở tập 5 cũng chính thức đánh dấu sự bùng nổ của hội liên minh phản bội chưa từng có trước đó. Chính sự lầy lội và ứng hài hước của Lâm Vĩ Dạ và 7 thành viên Chạy đi chờ chi đã mang đến cho khán giả những trận cười thoải mái. Trong trailer tập 6 Chạy đi chờ chi, với sự xuất hiện của vựa muối Quang Trung hay cặp vợ chồng Khởi My Khai Vinh Khánh làm khách mời khiến fan đứng ngồi không yên. Dự rằng phần tiếp theo đây, khán giả sẽ được tận hưởng những giây phút thoải mái nhất trong chương trình siêu hot này cho xem. Trước khi làm bà mối, Cát Tường từng thi Hoa Khôi, nhan sắc thời trẻ không phải dạng vừa. Nhan sắc thời thiếu nữ của bà mối Cát Tường khiến nhiều người bị đốn tim. Những ngày qua, nghệ sĩ Cát Tường đang nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả. Từ sau vụ lùm xùm bị cắt hợp đồng làm bà mối của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, khi ồn ào còn chưa lắng xuống thì mới đây, một trang mạng xã hội về showbiz vừa đăng tải loạt ảnh thời Cát Tường, khiến nữ diễn viên càng được hâm nóng hơn bao giờ hết. Ai cũng biết Cát Tường là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp mặn mà duyên dáng của màn ảnh phía Nam. Đôi mắt to tròn đang lấy gương mặt phúc hậu rạng ngời và nụ cười tươi với má lúm đồng tiền duyên dáng giúp bà mối của Bạn Muốn Hẹn Hò ăn gian tuổi cực hiệu quả. Sau khi những hình ảnh thanh xuân được công khai, Cát Tường càng khiến đông đảo người hâm mộ tròn mắt dẹt vì nhan sắc tuổi 18 thơ ngây dịu dàng có thể đốn gục bất cứ ai. Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng đi thi sắc đẹp và giành được vương miện nữ sinh thanh lịch tại trường cấp 3 ở Vĩnh Long. Ở tuổi trăng tròn, Cát Tường sở hữu góc nghiêng đắt giá với sóng mũi cao và gương mặt thanh tú. Những được nét nữ tính khả ái của bà mối khiến ai cũng phải suýt xoa. Bên cạnh đó, những hình ảnh Cát Tường tại cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1996 cũng được cư dân mạng đào lại. Ở tuổi đôi mươi, nhan sắc người đẹp càng thêm hoàn thiện.
Khi Photoshop và phẫu thuật thẩm mỹ chưa xuất hiện, các tường vẫn tỏa sáng và cực nổi bật nhờ phong cách tự tin. Nữ diễn viên sở hữu nét đẹp duyên dáng, nữ tính và rất điện ảnh. Gương mặt yêu kiều, vóc dáng thanh mảnh thời thiếu nữ của Cát Tường khiến người hâm mộ choáng váng. Ở tuổi 43, Cát Tường ngày càng mặn mà, đầm thắm với thân hình quyến rũ chết người. Gác lại nỗi buồn phải chia tay, vai trò MC của Bạn Muốn Hẹn Hò, bà mối đang tận hưởng chuyến công tác kết hợp du lịch tại Na Uy cùng đồng nghiệp. Nhiều khán giả vẫn mong chờ sự trở lại của nữ nghệ sĩ trong một chương trình mới. Đại gia Mai Phương Thúy, cổ đông của hãng hàng không Di Động. Không tham gia sâu vào showbiz Việt nhưng Mai Phương Thúy được biết đến với vai trò nhà đầu tư phim. Cô cũng không giấu chuyện là cổ đông của nhiều doanh nghiệp lớn. Mai Phương Thúy là một cái tên được nhiều người nhắc đến, giống một cô hoa hậu không tham gia vào showbiz nhưng vẫn phải khiến mọi người nể phục vì nhiều việc làm của mình. Cô không chỉ được nhắc đến là một cô hoa hậu gợi cảm xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn là nhà đầu tư của dự án phim điện ảnh, cổ đông của nhiều doanh nghiệp lớn. Gần đây nhất, Mai Phương Thúy chia sẻ về bài doanh thu của một hãng hàng không tại Việt Nam. Khi nhiều bạn bè vào chúc mừng, cô không ngần ngại chia sẻ mình là cổ đông của doanh nghiệp này. Dù rất khiêm tốn, nhưng nhiều bạn bè đều thể hiện họ mong muốn làm một phần nhỏ như người đẹp. Không chỉ cổ phần tại hãng hàng không này, Mai Phương Thúy cũng ngầm thừa nhận là cổ đông nho nhỏ tại một số doanh nghiệp lớn, trong đó có tập đoàn bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Trước đó, Mai Phương Thúy cũng dùng số tiền 700 triệu đồng gửi tới tổ chức phẫu thuật nụ cười cho trẻ em không may mắn bị hở hàm ếch. Cô nàng chia sẻ bản thân hiện tại bận rộn không có mặt trực tiếp để làm từ thiện, nên đã giúp đỡ những người khó khăn theo cách của riêng mình. Cô cũng tiết lộ đây là số tiền lớn nhất cô từng chuyển khoản, nhưng chưa phải số tiền lớn nhất cô từng bỏ ra làm từ thiện. Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người nể phục bởi khối tài sản nhà đất của mình. Cô sở hữu chung cư cao cấp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí cả tại Hồng Kông. Cô cũng sở hữu chuỗi nhà hàng kinh doanh ăn uống tại Việt Nam. Kho hàng hiệu của Mai Phương Thúy khiến nhiều người sửng sốt. Người đẹp chia sẻ vì mua quá nhiều mà có những món đồ cô quên không dùng tới. Cô từng diện đồng hồ có giá 65.000 đô, gần 1,5 tỷ đồng. Đây là loại đồ hiệu được giới quý tộc ưa chuộng. Mai Phương Thúy thường xuyên ngồi xế hộp sang trọng mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Năm 2009, cô sắm chiếc xe thuộc hạng sang lúc bấy giờ. Sau đó, cô liên tục bổ sung vào bộ sưu tập những chiếc xe đắt đỏ khác từ thương hiệu Range Rover, trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Mai Phương Thúy từng hé lộ cô và gia đình tặng em gái chiếc xe hơi đang sử dụng thường xuyên. Chị em Mai Phương Thúy và Mai Ngọc Phượng thường xuyên chụp ảnh chung thân thiết trên trang cá nhân. Lấy chồng ứng chỉ là thầy yoga, nhưng không ngờ tài sản của Nguyệt Ánh lại khủng thế này. Nguyệt Ánh bỗng rao bán căn hộ 14,5 tỷ khiến nhiều người bất ngờ, ai cũng tò mò xem vợ chồng cô giàu thế nào. Cuộc sống của Nguyệt Ánh sau đám cưới rất êm đềm, hai vợ chồng cô đón con trai đầu lòng cách đây không lâu, và mãi tới gần đây cô mới chịu khoe hình ảnh kháu khỉnh của con. Nữ diễn viên tổ chức hôn lễ với chồng vào tháng 3/2017. Chồng Nguyệt Ánh là Eswar Rao, người Ấn Độ đang sinh sống tại Việt Nam. Anh hơn 40 tuổi, hiện đang là giáo viên yoga thành phố Hồ Chí Minh. Không giống như bao người đẹp khác đi tìm đại gia cực giàu cho mình, Nguyệt Ánh lại chỉ chọn một người thầy dạy yoga. Nhiều người tự hỏi, nếu như vậy thì Nguyệt Ánh có giàu nước đố đổ vách như những đồng nghiệp khác? Và câu trả lời khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi mới đây Nguyệt Ánh rao bán ngôi nhà 14,5 tỷ đồng ở Phú Xuân, Nhà Bè, gồm một trệt, hai lầu, một áp mái. Chia sẻ về lý do bán ngôi nhà này, Nguyệt Ánh cho biết do nhà rộng không ở hết, có thể thấy không gian nhà của Nguyệt Ánh rao bán rất gần gũi với thiên nhiên, nội thất sang trọng. Ai cũng biết Nguyệt Ánh là diễn viên nổi tiếng ở miền Nam, tham gia rất nhiều bộ phim nên chuyện cát xê của cô cao ngất ngưỡng cũng là thường tình. Ngoài ra, sau khi sinh con, cô còn nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo từ các hãng mẹ bỉm sữa. Cộng thêm việc bán hàng online nữa thì thu nhập của cô cũng không ít tiền. Bên cạnh đó, chồng Nguyệt Ánh lúc đầu chỉ là thầy dạy yoga, nhưng sau khi kết hôn thì vợ chồng cô đã tự mở một trung tâm riêng, lên chức ông bà chủ. Với nguồn thu nhập dồi dào như thế từ hai vợ chồng thì chắc chắn ai cũng biết, không chỉ căn nhà 14,5 tỷ này mà tài sản ngầm của vợ chồng cô cũng khủng cỡ nào. Không gian phòng khách trong ngôi nhà Nguyệt Ánh trao bán giá 14,5 tỷ đồng. Gam màu chủ đạo là xanh trắng, nhìn rất hài hòa và mát mắt. Khu vực bếp và bàn ăn. Các phòng ngủ. Ánh cho biết do nhà rộng không mở hết nên cô rao bán. Nhà lầu có rồi thì tất nhiên phải đi kèm với xe hơi. Cô còn chăm chỉ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Sau sinh, cô còn bội thu vì có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, hình ảnh cậu con trai giúp mẹ hái ra tiền của Nguyệt Ánh. Không đơn thuần là thầy giáo, chồng cô còn là ông chủ của trung tâm dạy yoga. Anh ít khi xuất hiện bên cạnh vợ, nhưng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và tập luyện yoga ở trung tâm.
Bị chê gầy guộc, nghi sụp 15kg vì mất vợ, Tim nổi cáu, ly hôn chỉ là cơn gió thoáng qua thôi. Trước những lời chê bai ngoại hình gần đây, Tim vừa có những đáp trả cực gắt. Gần đây, Tim vừa khiến người hâm mộ giật mình khi thường xuyên xuất hiện với thân hình gầy guộc ốm nhom và gương mặt xanh xao hốc hác. Chỉ trong một thời gian ngắn, nam ca sĩ đã bị sụp tới 15kg do không ăn uống được gì, chỉ uống nước cầm hơi. Thể trạng hiện tại của Tim đang trở nên đáng lo ngại. Sau khi gây xôn xao với diện mạo mệt mỏi phờ phạc, Tim khá bất ngờ với phản ứng của công chúng. Anh chàng vừa lên tiếng giải thích khá gay gắt trên trang cá nhân. Theo đó, Tim bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn cho rằng anh bị sụt 15kg là vì buồn chuyện ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Giọng ca sinh năm 1987 khẳng định anh ly hôn hay kết hôn cũng không ảnh hưởng đến chuyện cân nặng. Mình nói thẳng nhé, ly hôn hay kết hôn hay yêu ai ghét ai cũng chỉ là cơn gió thoáng qua với mình thôi. Chỉ khi nào liên quan đến con mình hoặc gia đình mình mới buồn tới mức đó nhé. Đây cũng là lần hiếm hoi ba bé Sushi thẳng thắn thừa nhận và công khai thời gian ly hôn với vợ cũ Trương Quỳnh Anh bằng một thái độ quyết liệt. Ly hôn rồi, 2 năm rồi đang độc thân, yêu đời làm ăn lương thiện, đẹp trai khỏe mạnh, không ấu dâm, không lừa đảo, không ma túy. Nguyên văn phản hồi của Tim. Bên cạnh đó, Tim cũng chia sẻ lý do anh quyết định giảm cân là để phục vụ cho vai diễn gần đây trong một dự án phim đóng cùng Ngọc Lan. Việc tăng và giảm cân vì một vai diễn là chuyện quá bình thường với diễn viên nước ngoài. Mình không thể so sánh mình với họ, nhưng ít nhất khi nhận một vai gì, mình sẽ cố gắng hết sức. Giống đầu tiên về mặt ngoại hình đã, quyết tâm giảm cân theo yêu cầu của đạo diễn bất chấp việc bị chê hom hem gầy ruột. Tim đề cao sự chuyên nghiệp trong công việc diễn xuất. Bên cạnh đó, nam ca sĩ đăng kèm về các tài tử nổi tiếng cũng thực hiện việc giảm cân, hy sinh vì nghệ thuật để nhập vai tốt nhất.